Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh review của xe điện Smile. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu xe rất là hầm hố và rất là nổi tiếng đến từ thương hiệu Việt Nam. Thương hiệu Việt Nam. Vậy thì người ta thường nói rằng Việt Nam mà làm cái gì mà làm nổi một con ốc. Nhưng không, đây là một chiếc xe của thương hiệu Việt. Và xin giới thiệu với các bạn, đây là dòng xe máy điện đến từ thương hiệu VinFast. Liệu rằng một quốc gia mà người ta thường quan niệm rằng không làm nổi một con ốc lại có thể sản xuất cả một chiếc xe máy như thế này, thì chất lượng nó sẽ như thế nào? Hãy cùng mình trên tay cái bài review em này nhé. Cái điểm đầu tiên á, mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái thiết kế khác với những cái dòng xe khác trên thị trường như là X-Man, như là Jack, như là những cái dòng xe hầm hố khác, như là Vespa nè, như là cái dáng của SH hay là những cái dòng xe 133, thì VinFast họ lại chọn cái hướng đi rất là khác biệt. Khác biệt ở chỗ là họ sẽ tự mở khuôn và họ tự sản xuất cái dòng xe này dựa trên một cái thiết kế mà họ tự design. Theo như nhà VinFast họ công bố rằng thì cái thiết kế này đến từ là Italia Design, có nghĩa là những nhà thiết kế hàng đầu tại Ý, và họ là những nhà có kinh nghiệm trong mắt thẩm mỹ. Các bạn để ý những cái dòng xe đến từ những thương hiệu Ý như là Vespa nè, như là Peugeot, Peugeot là của Pháp nha, nhưng mà vẫn là thiết kế của Ý, như là những cái thương hiệu như là họ thiết kế cho Adidas nè, họ thiết kế cho Nike nè, thì cái đường nét thiết kế của những nhà sản xuất đến từ Ý nó sẽ rất là đẹp. Và đặc biệt là VinFast họ đã rất là đầu tư trong cái vấn đề mỹ quan bên ngoài. Các bạn có thể thấy cái con xe VinFast VinBest này được trang bị những cái điểm mà mình rất là tâm đắc. Cụ thể ở đây là cái phần dàn chân của xe. Xe được sử dụng bánh là 12 inch, vỏ không ruột, lớp vi ruby, và cái kích thước lớp của nó là 12 inch, 90-90-12 inch. Vậy thì cái kích thước lớp này nó có gì nổi bật? Thứ nhất, cái bánh xe 12 inch nó sẽ làm cho xe có một cái khoảng sáng gập cao nhất định. Với cái khoảng sáng gập này thì bạn hoàn toàn yên tâm có thể leo lên những cái lề, những cái dốc và đi qua những cái cua gà rất là dễ dàng. Đây, mình sẽ chỉ cho các bạn xem đây nè. Viruby nè. Cái thương hiệu Viruby này là một cái thương hiệu lớp xe sản xuất cho rất nhiều những cái dòng xe của Honda. Thì mình cảm thấy rằng á, VinFast họ có sự chọn lọc trong cái việc mà gọi là tìm những cái đơn vị cung ứng để sản xuất lên chiếc xe này. Cái điểm tiếp theo mình muốn chia sẻ với các bạn đó là cái nhựa. Nếu như mà các bạn tinh lý, các bạn có thể thấy được rằng cái nhựa trên cái con xe VinFast này nó cứng hơn khoảng 1,5 lần so với lại những cái dòng xe máy điện khác trên thị trường như là Panel, như là Jack đó. Đại loại chẳng hạn như vậy, thì cá nhân mình thấy cái nhựa này nó rất là cứng và nó có được một cái chắc chắn nhất định. Cái điểm đáng nói hơn á chính là cái dàn chân. Dàn chân có nghĩa là cái phụ trước, cái mâm, cái gắp sau, cái động cơ sau và cái phụ sau, thì VinFast họ đã làm rất tốt cái phần này. Nếu như những cái dòng xe máy điện Trung Quốc mang đến một cái vẻ ngoài ập ẹp, thì VinFast họ lại truyền cảm hứng khiến cho mình thích đi xe máy điện hơn. Nếu giả tỷ mình là một cái người mà chưa từng đi xe máy điện, mình sẽ bị thuyết phục bởi con xe VinFast Invest này. Thật sự đó là cái điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Một điểm nữa, khi mà mình chia sẻ với các bạn về cái con xe VinFast Invest này, có nghĩa là mình đã xem về cái sườn của nó và cái dáng cổ của nó ở cái phần này, thì cá nhân mình thấy cái việc mà VinFast họ làm được gia công rất là tốt. Đây, mình cho các bạn xem nè. Những cái mối hàn ở đây họ được gia cố rất là chắc chắn, và cái mối hàn này là được hàn bằng robot chứ không phải là hàn tay. Các bạn thấy không? Rất là cứng cáp. Đây nè, những cái chi tiết nhỏ như là ốc nè, họ đều có cái độ hoàn thiện nhất định. Cái QC của VinFast họ đánh những cái dấu tích vàng lên đây nè để check những cái chi tiết, xem cái chi tiết nào thiếu trên xe họ sẽ hoàn thiện hết nha các bạn. Ở đây chúng ta sẽ có một cái khóa cổ nè, thì cái khóa cổ để dưới đây nó sẽ tăng tính an toàn hơn cho xe nha. Ngoài ra thì về cái phần thiết kế của cái phần đầu có gì nổi bật, đúng không ạ? Thì trên cái con xe VinFast Invest này nó có cái điểm làm cho mình rất là tâm đắc, đó chính là cái đèn bi của nó. Đây, mình sẽ bật cho các bạn xem. Đó, đây là cái đèn bi của cái con xe Invest nè. Khi mà chúng ta mở lên nè, cái chữ V và nó giống chữ U á, nó sẽ cách điệu với chữ V của VinFast, nhìn nó hình cánh chim, nhìn nó rất là nổi bật. Khi mà bạn đi một cái con xe máy điện ra ngoài, thì người ta nhìn vào, người ta có thể biết được bạn đang đi một cái con xe nó thuộc cái tầm nào.
và đó là cái điểm mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Bởi vì sao? Hiện tại á, trên thị trường rất là nhiều mẫu xe Trung Quốc nó giống nhau, và VinFast họ đã làm được một cái điều mà trước đây những hãng sản xuất Việt Nam họ chưa làm được, đó chính là họ tạo ra một cái thiết kế riêng mà mình rất là thích cái thiết kế này, chia sẻ với các bạn. Cái điểm tiếp theo nữa là hai cái bi này thì nó cũng có cái điểm hay mà nó cũng có cái điểm chưa thật sự mình ưng ý, đó chính là cái đèn bi này nè, nó ở dưới nó sẽ là cốt và ở trên nó sẽ là pha. Đây mình sẽ bật pha cho bạn xem đó, pha ở trên, cốt ở dưới. Tại sao mà cái này mình không hiểu, có nghĩa là tại sao nếu như bật pha thì tại sao lại không mở cả hai đèn luôn, thì như vậy cái độ sáng nó sẽ sáng hơn đó. Thì mình hy vọng là những cái phiên bản sau họ sẽ cải tiến vấn đề này, nhưng mà vấn đề này không phải là vấn đề quá lớn, mình hoàn toàn có thể tinh chỉnh nó rất là dễ dàng theo ý muốn. Các bạn có để ý một cái chi tiết mà thường á là những cái hãng xe họ rất là chú trọng, đó chính là cái logo đây. Cái logo của VinFast được cấp đều với chữ V hình cánh chim và nó cũng mang ý nghĩa trừu tượng là Việt Nam. Vậy thì đa số những cái mẫu xe, mà gần như hầu hết luôn những cái mẫu xe của VinFast, từ xe máy điện cho đến ô tô và sau này là ô tô điện, họ vẫn sẽ để cái chữ V cấp đều này như là một cái điểm mà gọi là một cái niềm tự hào. Cái slogan của VinFast là mãnh liệt tinh thần Việt Nam. Khi mà mình chạy cái con xe này, trong lòng mình dâng lên một cái cảm giác tự hào nhất định. Cái dòng xe VinFast họ được cách điệu cái logo rất là đẹp, mạ rơm rất là sáng, thể hiện một điều rằng người Việt Nam không hề thua kém bất cứ dân tộc nào khác, và họ vẫn hoàn toàn có thể sáng tạo ra một chiếc xe đẹp như thế này, cứng cáp vững chãi như thế này. Chia sẻ thêm với các bạn những cái dòng xe như xe máy điện của VinFast nè, Impact nè, Ludo nè, hay là dòng Calara, hay là dòng Lux A, Lux SA, hay là Fadil. Những cái dòng xe của VinFast mình đều cảm nhận nó rất là chắc chắn thực sự, và mình cũng đang sở hữu cái con xe Lux A 2.0 cá nhân mình. Ngoài lề một chút, mình cảm thấy hoàn toàn xứng đáng với số tiền bỏ ra, đúng không các bạn? Có một cái điểm nữa, khi mà mình chạy cái con xe này, mình khá là bất ngờ, phải nói là dùng từ khá là bất ngờ với cái chất lượng của một cái con xe máy điện. Bởi vì cái con xe máy điện này là cái con xe đầu tiên nha các bạn, mình có một cảm giác nó chạy giống như là xe xăng. Đó là cái trải nghiệm thực tế của mình, và hoàn toàn nếu như mà bạn là một người sử dụng một chiếc xe tay ga, hay là một chiếc xe số, một chiếc xe côn tay, thì khi mà bạn trải nghiệm bước qua một cái dòng xe máy điện khác thì bạn không thể bỏ qua cái con VinFast Impress này. Đó là một cái chia sẻ rất là chân thành với các bạn, để các bạn có thể trải nghiệm một cái dòng xe chất lượng của Việt Nam như thế này. Nói một chút về cái phần tay lái, có nghĩa là về cái phần cảm giác nắm trên cái con xe này, thì tất cả những cái nút bấm, những cái độ hoàn thiện của con xe đều được mình đánh giá ở mức cao 9/10. Đây, mình sẽ show cho các bạn xem tại sao mình lại nói như vậy. Thứ nhất, chúng ta sẽ có một cái chùm công tắc bên tay trái với những cái nút bấm quen thuộc các bạn thường thấy, nút kèn, âm thanh rất là thanh, nút xi nhan với bật tắt trái phải. Và cái nút này nha, nó rất là hay, nó rất là chiều chuộng cái ngón tay của người dùng. Đây nè các bạn thấy không, họ thiết kế nó lõm vào trong đây, khi mà mình bấm nó hoàn toàn mang lại một cái cảm giác tự nhiên, dễ chịu. Ở bên đây là nút là cốt pha, tuy nhiên chiếc xe này thì nó hơi thiếu một cái chi tiết, đó là passing. Mình nghĩ đây là cũng là một cái chi tiết cần thiết khi mà chúng ta có thể di chuyển, và hy vọng những cái phiên bản sau VinFast họ sẽ cập nhật cái nút này vào trong cái cụm bên công tắc bên phía bên tay trái. Bên tay phải chúng ta sẽ có một cái cụm công tắc với cái nút B và nút mở đèn. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có nút sang số, chuyển giữa chế độ Eco và Sport. Đối với cái dòng xe này thì cái chữ B này các bạn không phải nhấn là được. Đây mình sẽ demo cho các bạn xem. Cái chữ B ở đây hiển thị là xe đang ở trong chế độ B. Đó, xe đang ở trong chế độ B, nó hiện cái nút màu xanh lên đây nè. Đó. Và nếu như mà các bạn muốn chuyển xe sang chế độ chạy thì các bạn cần phải bóp thắng. Và các bạn phải bóp thắng. Sau khi bóp thắng thì các bạn bấm vô cái nút B này. Đó, lúc mà xe nó phát ra tiếng kêu beep một cái thì lúc này xe mới thực sự chạy. Đó, còn không thì các bạn không thể chạy được. Và nếu như muốn về lại nút B thì các bạn chỉ cần bấm một cái thôi. Nhớ nha, phải bóp thắng và các bạn bấm thì nó mới được. Đối với lại cái dòng xe này thì chỉ có một điểm mình chưa thực sự hài lòng trên cái con xe này, đó chính là cái xe này nó thiếu hai cái chức năng. Một là passing, hai là cái nút mà bật đèn khẩn cấp
cái đèn khẩn cấp này tính ra nó cũng rất là hay, đặc biệt là những bạn nào quen sử dụng nó trong những cái gọi là những cái chuyến đi đường dài thì chúng ta cần cái nút đó. Còn ngoài ra thì mình nghĩ cái chi tiết này cũng không cần thiết lắm. Ở trên đây VinFast họ có trang bị cho cái con xe này hai cái kính chiếu hậu, và cá nhân mình cảm thấy hai cái kính chiếu hậu này nó ổn. Nhưng mà nếu như nói nó thực dụng thì mình nghĩ nó sẽ làm dài ra một chút. Rất tiếc là hôm nay mình không có gắn kèm theo cho các bạn nha. Còn một điểm nữa mình muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là cái cùm tay thắng này, cái cảm giác thắng nó rất là thật. Và cái thắng này, cái bản lề của thắng nó họ làm dày. Ở đây nó có một cái núm tròn ở đây giúp cho mình có thể thao tác dễ dàng hơn. Cái khoảng cách nó cũng không quá xa tay để giúp cho hầu hết mọi đối tượng sử dụng đều có thể sử dụng tốt hơn. Ngoài ra thì ở đây nè, nó sẽ có một cái chi tiết, cái chi tiết này là để chỉnh cái thắng. Nhưng mà theo như mình góp ý thì mình nghĩ VinFast họ trang bị một cái bọc cao su bọc lại cái này thì nó sẽ bảo vệ được nước mưa. Bởi vì sao? Khi mà cái này nè, đây mình quay lên các bạn xem nè, nước mưa họ sẽ vào đây. Nước mưa nó sẽ vào đây và nó sẽ làm những cái chi tiết ở trong đây nó sẽ cứng, và khi mà các bạn sử dụng lâu ngày thì nó sẽ làm cho cái trải nghiệm chúng ta nó không được hoàn hảo cho lắm. Nhưng mà VinFast họ đáng khen ở một điểm là mình rất là bất ngờ về cái khả năng hiển thị của cái đèn LCD trên cái con xe này, và cụ thể là cái đèn LCD họ hiển thị đầy đủ thông số, họ hiển thị rất là chi tiết, rõ ràng và mạch lạc. Cái đèn trên cái mặt đồng hồ này nó hiển thị khá là rõ. Đây là mình sẽ tắt chìa khóa nè, mình sẽ mở lại cho các bạn xem nè. Rất là đẹp, thông số hiển thị chi tiết rõ ràng. Bên đây Eco, bên đây Sport. Ở đây là nó sẽ hiển thị cái phần trăm pin còn lại. Ở đây xe này là đang còn 88% pin nè. Ở đây là cái Odo, có nghĩa là cái số km đi được. Ngoài ra chúng ta sẽ có cái quãng đường đo ngắn hạn nè, nó hơi chói các bạn thông cảm. Ở đây là chúng ta sẽ có một cái để đo cái vận tốc của xe. Nhìn chung là cái đồng hồ này nó hiển thị khá là tốt ở trời nắng. Nếu như mà mình nhìn trực diện vào đó, đây nó sẽ có một cái logo, một cái chữ VinFast này, nhìn rất là đẹp. Về cái phần giữa của cái con xe VinFast Impact này thì chúng ta sẽ có được một cái chỗ để chưng khá là rộng rãi. Đây thấy không, một chỗ để chưng khá là rộng rãi phù hợp với tất cả mọi đối tượng. Và cái đây là mình là chiều cao 1m69 nè, cái khoảng từ đầu gối nè lên cho tới cái chỗ cái yên cái này nè các bạn, nó không quá gần và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được. Thậm chí nếu như mà người nào cao hơn mình vẫn có thể sử dụng được, rất là đơn giản, rất là dễ dàng ha. Rồi có một cái điểm nữa mình cảm thấy hay ở chỗ là xe VinFast Impact này, cái viên pin của nó không đặt ở trong cốp mà đặt ở cái chỗ gác chân. Vậy thì cái chỗ gác chân nó sẽ có cái ưu điểm gì? Cái ưu điểm là khi mà xe đặt những cái gọi là những cái phải nói sao ta, nếu mà ắc quy thì đặt ắc quy, còn nếu mà pin đặt thì đặt là pin đặt ở dưới cái chỗ gác chân, thì lúc này xe của bạn nó chạy nó sẽ đầm hơn. Và những cái dòng xe mà đặt cái pin nó đứng lên giống như con Lugo, giống như là cái con những cái con xe đạp điện khác mà nó đặt đứng lên thì nó sẽ chạy không có ổn bằng cái này. Và đó là cái chia sẻ của mình đó nha. Rồi mình sẽ mở cái này từ cái đó chút xíu, mở mình sẽ mở cái pin này ra cho các bạn xem. Đây thì cái chỗ để pin này mở ra khá là dễ dàng và mở bằng cái chìa khóa này luôn. Đây bạn camera quay vô đây, cái pin này nè đó, đây là viên pin của VinFast làm rất là cứng cáp, và cái pin này có được giá là 8.600.000. Trong cái chương trình này họ sẽ tặng pin miễn phí free hết luôn nha các bạn, free hết nha, giá là 4.900.000 thì đã bao gồm pin luôn rồi. Cái pin này á, khi mà chúng ta hết pin chúng ta có thể tháo ra sạc mà chúng ta không cần phải để trong xe sạc. Còn bạn nào muốn để trong xe sạc cũng được thôi, cái giắc sạc của nó nằm ở trong đây nè. Ở đây mình đóng lại trước, gắn ở trong cái chỗ để chân á thì cái xe nó sẽ đầm. Nhưng mà các bạn lưu ý, khi mà đi trong điều kiện có nước, mặc dù là cái động cơ là chống nước, xe VinFast là chống nước, nhưng mà nước vô là VinFast không bảo hành. Nó lạ vậy đó. Và các bạn cũng thấy để ý thôi, như iPhone cũng vậy, các bạn xài họ có EV chống nước X7, X6 như thế nào đó, nhưng mà nước vô là họ sẽ không bảo hành. Đó, các bạn phải chú ý cái chi tiết này nha. Đây mình sẽ mở cái cốp xe lên cho các bạn xem. Ở cái phần cốp xe này
thì chúng ta sẽ có một cái sổ hướng dẫn sử dụng xe máy điện VinFast nè, và chúng ta sẽ có một cái phiếu bảo hành nữa. Đây là cái cặp kính của VinFast. Ở đây là một cái hộp, trong cái hộp này nó sẽ chứa một cái hệ thống định vị eSIM. Và nếu như các bạn mua VinFast Impact hay VinFast Ludo hay là VinFast Clara thì các bạn cần phải đóng một cái khoản phí là 156.000 một năm. Nhớ nha các bạn, 156.000 một năm để có thể kích hoạt cái này. Và khi mà kích hoạt cái này thì các bạn có thể định vị được chiếc xe của mình. Nó rất là hay. Đấy. Đây, mình sẽ chỉ cho các bạn xem cái chỗ sạc của cái xe này. Nếu như các bạn không lấy pin ra sạc thì các bạn sạc ở chỗ này. Cái nắp này nè, mình mở ra rất là dễ dàng. Đây nó có một cái lẫy nè, mình chỉ cần nắm kéo qua thôi. À, các bạn thấy không? À, chúng ta có thể sạc ở đây. Đây là cái giắc sạc của xe. Và cái viên, cái cục sạc của VinFast Impact nó sẽ giống với cục sạc của VinFast Ludo, và các bạn phải mua thêm với giá là 1.100.000. Lưu ý với các bạn là khi mà các bạn mua xe này á thì nó sẽ tách ra hai khoản. Cái giá mà các bạn đăng ký biển số á nó sẽ là cái giá của chiếc xe. Ví dụ như cái này là 14.900.000 được tặng pin thì cái giá xuất hóa đơn sẽ là 14.900.000. Còn cái giá là 1.100.000 là cái tiền sạc á nó sẽ không được cộng chung vào trong đó. Các bạn lưu ý nha. Các bạn nói cửa hàng đó, họ tách riêng hai cái khoản đó ra. Bởi vì sao? Mình sẽ lý giải cho các bạn là đặc biệt là những bạn ở thành phố Hồ Chí Minh và những bạn ở Sài Gòn á, những bạn ở Hà Nội á phải chú ý chi tiết này. Chiếc xe là giá là 14.900.000, đúng không? Nếu như mà bạn cộng cái pin vô á, cộng cái cục sạc vô á là 1.100.000 thì lúc này cái giá xe và cái giá sạc nó là bao nhiêu ạ? 16 triệu. Theo như là cục đăng kiểm không phải nữa, cục đăng ký đi. Cục đăng ký của Việt Nam mình á, xe mà dưới 15 triệu á thì họ sẽ tính cho bạn là mốc 1 á, thì cái phí biển số của thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội là những cái thành phố ở khu vực ngoại 1 á thì họ sẽ tính là cái giá là 1 triệu. Nếu như xe của bạn từ 15 triệu cho đến 40 triệu thì họ sẽ tính là loại 2, và nếu mà trên 40 triệu họ sẽ tính là loại 3. Thì với chiếc xe này nếu như mà bạn cộng cái giá sạc vô là nó sẽ thuộc loại 2 rồi. Lúc này bạn phải đóng cái phí biển số là 2 triệu. Phí biển số là chỉ là một phần thôi, bạn còn phải cộng thêm cái phí trước bạ với lại cái phí dịch vụ nữa, đúng không? Nên thành ra là khi mà bạn mua xe, các bạn nào nhớ dặn họ xuất cái giá xe nó riêng ra, cái giá sạc nó riêng ra nha các bạn. Xuất thành hai tờ, lấy một tờ đi đăng ký, tờ kia thì cứ giữ lại. Ok, đó, chia sẻ với các bạn một chút để các bạn có cái gọi là cái kinh nghiệm khi các bạn mua xe, các bạn đỡ bị tính thêm phí. Các bạn có biết là khách hàng của xe điện Smile á, khi mà họ mua chiếc VinFast Impact này về á, họ đổ cái gì đầu tiên không? Cái thứ nhất là họ sẽ đổ cái khóa chống trộm. Tại vì sao? Trên cái con xe VinFast này á, nó chỉ có hai cái chìa khóa thôi, và hai cái chìa khóa này là hai chìa khóa cơ. Nó sẽ không tiện khi mà chúng ta sử dụng mà tay chúng ta lại mang bán quá nhiều. Nếu như có cái chìa khóa điện tử bấm trên đây thì nó sẽ đỡ, giúp cho chúng ta thao tác nó smart hơn, nó thông minh hơn. Đấy, thì khi mà mua về thì các bạn đầu tiên các bạn độ đó chính là chúng ta độ cái khóa bấm này. Thì cái giá của cái độ khóa này nó không có cao, nó tầm khoảng 250.000 đến 300.000 tùy chỗ thôi. Cái chi tiết thứ hai đó chính là cái đèn xi nhan. Mình đã nói rất là nhiều lần rồi, cái đèn xi nhan mà để lòi ra như vậy á, khi mà các bạn sử dụng á, nó rất là dễ bị gãy. Mà hú hồ gì á, cái con VinFast Impact này nè, cái đèn xi nhan nó rất là cứng, và khi nó cứng như thế này á, nếu như mà có va chạm nó sẽ là cái gãy đầu tiên. Tuy nhiên cái đèn xe, cái con VinFast này nó rất là sáng. Đây nè các bạn, mình bấm cho các bạn xem nè. Đây bây giờ mình đang quay là buổi trưa nha, và các bạn nhìn nè, rất là sáng, đúng không ạ? Những cái mắt led của nó thể hiện được là cái led con xe VinFast này làm rất là ok, hoàn toàn là chất lượng thật, chất lượng đó các bạn. Đấy, tiếp cái yên. Cái yên cũng là một cái điểm đáng nói nè. Cái da trên cái con xe này nó không quá mềm, có nghĩa là mình giá nó hơi cứng, nhưng mà nó không cứng đến mức độ mà chúng ta không thể sử dụng được, có nghĩa là ở mức chấp nhận được. Những cái đường nén này nè của VinFast Hồng Mai nè, những cái đường chỉ này nè, nhìn nó rất là chỉnh chu, nó rất là tinh tế. Cái yên của con xe này được làm bởi hai loại da yên khác nhau nha các bạn. Cái da yên này khác nè, cái da yên này khác nè, cái da yên ở đây khác nè. Hai cái da yên này là giống nhau, cái da yên này khác nè, các bạn nhìn nè, thấy không? Hai màu da, hai da yên này khác nè. Đó, thì cũng đủ để thấy nội chi tiết về cái yên đó, làm rất là tốt. Còn nữa, cái tay sách này mình đánh giá là khá là ổn. Đây nè, mình đánh giá khá ổn, không phải là cái chi tiết bên ngoài của nó,
mà là mình đánh giá những cái viền xung quanh ở dưới đây nè. Tại vì lúc trước mình review cái con xe Jady Bay á, mình không có hài lòng cái chỗ này nè. Khi mà mình về á, mình bị cứa vô cái tai, cái bao bìa của nó rất là nhiều. Con xe Jady Bay á, các bạn không tin các bạn cứ ra brand shop các bạn xem, thì cái con xe VinFast này á, họ được làm rất là chỉnh chu, cầm vô nó không có bị gì hết. Mình hồi bữa mình review cái con kia mình bị đứt tai nó bén đó, thì cái này làm khá là ổn. Đặc biệt nè, cái đèn sau nè, như mình nói với các bạn nè, nhìn nó hay, rất là hay, bao hay luôn. Nhìn cái giả led nó làm rất là chỉnh chu, mà cái led này đi rất là sáng. Buổi tối mà các bạn đi không biết phải nói là sao nữa, sáng lắm đó. Nhưng mà chỗ này phải xem lại nha, hai cái đèn led áo vô là ok đó. Rồi nó tiếp về cái phần mà lắp xe, thì cái phần dạng chân của cái con xe này á, họ làm khá là cứng nha. Nếu mà gõ bụng bọng bọng thì không phải, cái này á, nó chỉ là cái chụp nhựa thôi. Ở trong đây nè là cái gắp của nó nè, cái gắp của này á rất là dày, cực kỳ dày luôn. Và cái con xe này nó sử dụng động cơ là 1200W, động cơ của Bosch đàng hoàng luôn, Bosch chính hãng luôn. Bosch chính hãng là sao, là có năm, nó có năm chữ nè, các bạn nhìn nè, B O S C H. Có nhiều nhà sản xuất á để nè Bosch, rồi để che chữ H S lại, Bosch B O C H, hay là hai chữ S. Không phải, cái này mới đúng là Bosch nè, logo hàng Bosch chính hãng luôn. Thì cái động cơ của con xe này nó là công suất định danh là 1200W, nhưng mà sao cái động cơ con này á có thể độ được lên nữa đó. Cái động cơ con này á là các bạn biết không, nó chia sẻ chung cái động cơ với con Clara A2 với A1 luôn. Thì cái động cơ con này nó hoàn toàn là được sử dụng chung, và nó là chống nước nha, chống nước nha. Nhưng mà mình nói với các bạn rồi nha, dù là chống nước nhưng mà cái pin nó để ở đây, khi mà các bạn chạy thì các bạn cẩn thận, tại vì pin mà để nước ngập vô là hư đó, các bạn chú ý nha. Đây nè, cái gác chân của con xe VinFast Impact nè, làm rất là chỉnh chu. Cái này mình rất là ưng ý. Cái phần sau của con xe VinFast Impact nó được thiết kế là cái dạng mono shock. Cái dạng mono shock này nó sẽ cho một cái cảm giác êm ái hơn là cái phụ hai phụ bình thường. Đó, nhìn nó thể thao hơn, nhìn nó góc cạnh hơn. Ở đây được làm hai cái bè, nhìn rất là cách điệu hay. Những cái chi tiết trên VinFast Impact họ làm những cái dạng vân giả carbon này nhìn rất là đẹp. Ở đây chúng ta sẽ có một cái đèn soi biển số màu trắng để gắn cái biển số ở đây ha. Thì vì cái dòng xe này là dòng xe máy điện nên thành ra là khi các bạn mua xe thì các bạn phải nhớ đăng ký biển số đó. Và hiện tại á thì cái con xe VinFast Impact này đang được bán với giá là 14.900.000. Trong cái chương trình khuyến mãi này thì VinFast họ tặng 50.000 viên pin cho 50.000 chiếc xe vì Việt Nam xanh, bản chiến mã xanh đó. Cái con xe này giá là 14.900.000. Trong chương trình khuyến mãi, VinFast họ tặng pin cho cái con xe này, và viên pin này trị giá là 8.600.000 một viên nha các bạn. Tuy nhiên các bạn nếu như muốn sạc tại nhà thì các bạn cần phải mua thêm cục sạc, giá cục sạc là 1.100.000. Nhắc lại, nếu như các bạn mua xe thì các bạn nên nhắn cửa hàng tách riêng ra giá xe là 14.900.000, giá sạc là 1.100.000. Để chi biết không, để khi các bạn đăng ký nó sẽ rơi vào mốc 1, và mốc 1 thì các bạn sẽ đăng ký rẻ hơn 1.000.000. Rồi bạn nào, nếu như mà bạn nào mà đến xe điện Smart thì không cần phải nói chi tiết này, bởi vì mình sẽ luôn luôn tích cái giá tách ra cho các bạn, để các bạn có thể mua xe với cái giá đăng ký biển số nó được tốt nhất. Rồi, bạn nghĩ sao về một cái dòng xe điện mang một cái tinh thần Việt Nam như thế này? Hãy để lại comment, bình luận ở dưới cái phần video của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian ra xem cái video của mình. Đừng quên like, share, subscribe kênh để ủng hộ mình và đội nhóm. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau.